Ta sẽ tiếp tục video cuối cùng trong cái series cái video hướng dẫn về xây dựng phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp. Thế thì cái mục tiếp theo đó là mục tuyển dụng lao động. Sau khi chúng ta đã có số lượng này, chúng ta đã có vị trí mô tả của từng cái vị trí công việc này, chúng ta đã có quỹ lương này, rồi thì sau đó thì chúng ta sẽ cần phải tiến hành tuyển dụng và phỏng vấn. Thế thì tuyển dụng ở đây thì các bạn lưu ý, thứ nhất là chúng ta sẽ liên quan đến kênh tuyển dụng. Và thứ hai nữa là các cái chính sách về lương thưởng chúng ta đã ban hành và dự kiến cho những cái vị trí chúng ta cần tuyển. Thế thì tuyển dụng nó sẽ có hai cái cách. Cách thứ nhất là chúng ta chia thành những cái công cụ và phương tiện là miễn phí. Và cách thứ hai là những cái công cụ và phương tiện tuyển dụng trả phí. Thế thì trên mạng bây giờ thì chúng ta thấy rằng là nó có các cái hội nhóm về Facebook, các hội nhóm về Zalo, các trang fanpage hoặc là các Facebook cá nhân, và chúng ta có thể đăng bài miễn phí để mà tìm kiếm nhà tuyển dụng cũng như là tuyển các cái ứng viên. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái trang tuyển dụng, các cái trang tuyển dụng để chúng ta đăng. Tuy nhiên thì mỗi một cái nó đều có ưu và nhược điểm riêng. Tôi thì tôi cũng đã sử dụng một số những cái trang tuyển dụng, nhưng phải nói thật sự là chất lượng CV hồ sơ trên những cái trang này rất là tệ. Đấy, nếu mà chúng ta chọn thì tôi ưu tiên nhất đấy là chạy quảng cáo, tự mình chạy quảng cáo Facebook hoặc Zalo tìm kiếm khách hàng. Thứ hai là đăng vào các hội nhóm uy tín. Đấy, mặc dù là bây giờ cái gì cũng khó, bởi vì do cái số lượng ứng viên thì họ làm những cái công việc tự do rất nhiều, nên là những cái công việc văn phòng bây giờ nó ít hấp dẫn hơn, cộng với lương thì nó cũng không đáng kể là bao. So với việc làm tự do và làm online nó cũng có thu nhập tương tự. Đấy. Thế thì chúng ta nếu mà tốt nhất thì doanh nghiệp chúng ta có cái nhân sự phụ trách tuyển dụng là tốt. Và hoặc là sử dụng cái phương pháp là lao động giới thiệu lao động, tức là những người nhân sự có mặt tại công ty thì giới thiệu thêm những cái nhân sự mới. Mình có thể trả phí hoặc là cảm ơn cái nhân sự cũ, đúng không? Nguyên tắc là chúng ta sẽ tìm người phù hợp, chứ còn không tìm người giỏi nhất mà tìm người phù hợp. Đấy, mình có thể chạy quảng cáo trên fanpage tuyển dụng, đăng bài trên website, fanpage, rồi thì Zalo, rồi thì email, đúng không ạ? Mình cũng có thể làm đăng trên Facebook cá nhân chia sẻ. Đấy. Nha. Thì sau đó thì chúng ta sẽ triển khai tuyển dụng. Thì cái vấn đề tuyển dụng bây giờ là đấy, như tôi đã nói là khó là cái phần lọc hồ sơ. Đấy, số lượng hồ sơ rác, hồ sơ kém chất lượng rất là nhiều. Thế sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn. Tiến hành phỏng vấn thì chúng ta cũng sẽ có những cái phương pháp, ví dụ như là chúng ta nên có những cái phiếu, chúng ta nên có những cái phiếu để mà chúng ta có thể đánh giá được cái hiệu suất, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi có những cái phiếu chấm điểm. Rồi thử việc đây. Thông báo về tuyển dụng, đánh giá về CV của ứng viên. Muốn tuyển dụng thì chúng ta cũng sẽ đánh giá đây thì nếu như chúng ta phỏng vấn xong thì chúng ta có thể sẽ có những cái bài đánh giá về ứng viên như thế này. Nếu như mà chúng ta bắt đầu đăng tin tuyển dụng thì chúng ta sẽ soạn một cái tin tên công ty, rồi giới thiệu, rồi các vị trí công việc, rồi vân vân. Đấy. Để sau đó thì chúng ta đưa cho giám đốc nhân sự hoặc là người phụ trách nhân sự hoặc là người phụ trách tuyển dụng, hoặc là chúng ta sẽ đăng trên các hội nhóm của chúng ta. Đó. Các vị trí, mỗi vị trí thì sẽ có một cái thông báo riêng. Thời gian, địa điểm rõ ràng, đúng không? Email liên hệ vân vân. Tôi cũng có một cả cái phần về đánh giá chấm điểm. Tôi không nhớ để tôi tìm. Tôi đã làm cả một cái phần đánh giá về chấm điểm về nhân sự, chấm điểm kỹ năng, rồi phỏng vấn, rồi hồ sơ, rồi vân vân. Thì tôi đã làm một cái bảng như thế rất là đầy đủ. Thế sau khi tuyển dụng, phỏng vấn tuyển dụng xong thì bộ phận nhân sự sẽ gửi, bộ phận nhân sự hoặc là cái người phụ trách sẽ gửi thư mời việc. Trong thư mời việc thì sẽ có
cho thử việc. Đấy, thử việc khoảng 1 tháng hoặc là lâu hơn, với vị trí trưởng phòng thì có thể là 2 tháng. Đấy, thì khi thử việc thì chúng ta cũng nên tuân thủ cái quy định của chính phủ về cái tiền lương. Thí dụ như là chúng ta có thể trả lương tối thiểu là 85% chứ không được trả 80%. Đấy, chúng ta sẽ tính toán cái việc đấy làm sao cho nó hai bên nó hài hòa, và nếu như mà nhân sự làm tốt thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian thử việc xuống 2 đến 3 tuần chẳng hạn, cũng là một cái cách kích thích cho người lao động nhá. Nên có một cái lượng hồ sơ nhiều để mình có thêm sự lựa chọn, còn hơn là nếu mà chúng ta có ít quá thì chúng ta không có sự lựa chọn thì chúng ta sẽ không chọn được hồ sơ tốt. Và khi chúng ta tuyển dụng thì cũng có dạng là chúng ta tuyển đủ hoặc là tuyển dư ra khoảng 10 đến 20%, sau đó thì người ta sẽ còn rớt là vừa, đúng không? Đấy. Mình cũng không sa thải, nhưng mà có những người người ta sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu, rồi thì đứng núi này trông núi nọ, thì để tiết kiệm thời gian thì chúng ta cũng có thể làm như vậy. Tiếp theo là chúng ta cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho bộ phận phòng marketing, với cái tinh thần là hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ, trung thực và sáng tạo. Đấy, một số những cái giá trị cốt lõi như vậy của phòng marketing thì chúng ta sẽ đào tạo và định hướng cho người lao động của mình trong cái phòng nói chung và trong doanh nghiệp. Tiếp theo đó là chúng ta muốn để cho tất cả mọi người thấm nhuần được những cái triết lý đó, cái văn hóa đó của phòng cũng như là của doanh nghiệp. Đấy, và chúng ta là cái tập trung cao độ vào cái người trưởng phòng, cái người giám đốc, để làm sao mà họ sẽ hỗ trợ được cho những cái tuyến dưới của mình, hỗ trợ được cho những người cấp dưới của mình để hoàn thành công việc, để mọi người đều vui vẻ, gắn kết và thường xuyên là có những cái đóng góp giá trị cho doanh nghiệp, cho phòng. Đấy, rồi chúng ta cũng tổ chức những cái chương trình đào tạo nội bộ, người trước đào tạo cho người sau, sếp đào tạo cho nhân viên, người cũ đào tạo cho người mới, thuê chuyên gia về, đúng không? Thí dụ như là các anh chị về kinh doanh, về marketing online, về bán hàng, về livestream, về chốt đơn, về content, đúng không? Về xử lý khủng hoảng truyền thông, vân vân. Xây dựng hệ thống bán hàng, vân vân, thì các anh chị có thể thuê và tìm đến thầy Phan Anh để được đào tạo, được tư vấn, tham gia các lớp của thầy Phan Anh, hoặc là mời thầy Phan Anh về. Đấy, hoặc là tự đào tạo cho nó tiết kiệm. Đấy, rồi thì tổ chức những cái team building nhỏ nhỏ, đi chơi offline, ví dụ đi xem phim, thí dụ như là đi học ở một cái chỗ resort nào đấy, thí dụ tham gia một cái cuộc thi best staff, best seller, cái nhân viên tốt nhất, người bán hàng tốt nhất, best best marketer, đúng không? Những người mà marketing tốt nhất, vân vân. Thế thì mình tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc trong khả năng cho phép, đúng không? Ví dụ như là mình nên chú trọng một chút về không gian làm việc, bàn ghế. Cái người lao động bây giờ ngày nay thì họ họ thích một cái không gian nó cũng cũng được trau chuốt một chút. Đấy, kiểu giống Google, Facebook ấy, đúng không? Đấy, bàn ghế đẹp, đấy, rồi thì treo tranh ảnh, những cái lời tranh ảnh cổ động. Thế rồi thì có một cái quầy mini bar. Ví dụ như là trà, cà phê, bánh ngọt, những cái nhỏ nhỏ như vậy có thể miễn phí cho người lao động. Đấy, thì hoặc là cái chỗ những cái tiện ích cho người lao động, thí dụ như là chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ tập thể dục thể thao. Đấy, rồi thì nghe nhạc, đấy, tai nghe, vân vân, chơi những cái trò chơi kết nối. Thì những cái tiện ích cơ bản như vậy thì mình cần phải chú trọng để người lao động người ta yên tâm làm việc với mình, người ta gắn bó. Nghỉ trưa như thế nào, ví dụ như là tôi thấy có những công ty họ mua một cái ghế, nó không phải cái ghế giám đốc như của tôi này, không phải, ghế này thì chỉ ngồi được thôi nhưng mà không ngủ trưa được, thì họ mua một cái ghế là lúc đầu ngồi thì mình dựa lên như này, nhưng mà đến khi mình ngủ á, mình bấm ngả ra nó rộng ra, thì buổi trưa người ta thế là ta kéo phát là thành cái ghế người ta ngủ. Đấy, có gối, có chăn màn cho người ta, hoặc là người ta mang đến, hoặc là mình cho tiền để mua. Đấy, tức là mình rất là chú trọng đến đời sống của nhân viên, bởi vì cái lương của người lao động thì thường nó cũng cũng loanh quanh từ 10 đến 20 triệu, hoặc là cao hơn nữa là 30 triệu đổ lại thôi. Cho nên là mình thêm một chút những cái tiện nghi cho cuộc sống, cho cái hoạt động lao động của họ. Đấy, ví dụ như là cho họ cắm hoa, cho họ mua cốc, mua chén, rồi thì chỗ để
cắm cơm rồi hay là bữa trưa thì mình có thể tổ chức nấu nướng cho người ta hay là đặt cơm ở chỗ ngoài về cho nó ngon lành. Những cái này rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp giữ chân người lao động rất đáng kể. À, rồi trong quá trình làm việc thì vui vẻ, đừng có cáu gắt đúng không? Đừng có cáu gắt. Đấy, rồi thì định hướng cái phong cách là lấy khách hàng làm trung tâm, rồi thì phục vụ vì khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Đấy, rồi thì sếp thì phải chịu KPI cao, sếp thì phải đứng mũi chịu sào. Đấy, rồi sếp phải hỗ trợ cho nhân viên của mình thành công cũng như là đạt được các cái mục tiêu mà sếp đưa ra. Đấy, cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau thúc đẩy và cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau tương tác. Đấy, nhá. Phát triển dựa trên sự cống hiến, khen thưởng rõ ràng. Đấy, rồi thì phê bình trước mặt để xây dựng những cái văn hóa mà nó rất là tích cực và nó tạo cái động lực, tạo cái thiện cảm, tạo cái năng lượng tích cực cho người lao động. Đừng có lại cứ suốt ngày nói xấu rồi dè bỉu rồi chê bai rồi những cái chuyện này chuyện kia đúng không? Dung túng cho những cái thói quen, cái thói hư tật xấu không tốt đúng không? Đấy, mình cũng đào tạo về sản phẩm, đào tạo về dịch vụ, đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, đào tạo về quy trình. Đấy, vai trò của người lao động trong cái khối này như thế nào là thành công đúng không ạ? Rồi thì trao quyền và giám sát. Đấy, sau đó thì cũng đào tạo về pháp lý một chút, mình cái hợp đồng lao động cũng phải ký. Rồi đến nội dung tiếp theo số 9, đấy là quy trình làm việc. Thì chúng ta cũng sẽ xây dựng cái quy trình làm việc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đấy, rồi thì ai là người quản lý cấp trên của người này, đấy, báo cáo công việc ra làm sao, phối kết hợp như thế nào với phòng kinh doanh, với phòng kế toán, với ban giám đốc đúng không ạ, với bộ phận điều vận, với bộ phận chăm sóc khách hàng, với bộ phận này bộ phận khác, tùy vào cái doanh nghiệp của chúng ta lớn cỡ nào. Đấy, thì chúng ta sẽ phải có những cái quy trình như vậy. Nếu mà công ty có đưa xuống thì tuyệt vời, còn không thì chúng ta phải xây dựng, và chúng ta xây dựng xong thì chúng ta phải đào tạo cho nhân sự và chúng ta sẽ làm các file, các biểu, các mẫu, các quy trình theo đúng chuẩn của công ty và xin ý kiến của tổng giám đốc, của ban giám đốc. À, bọn em định như thế này các sếp ạ, bọn em định là trong cái quá trình như này à, tất cả những cái gì ghi nhận, nhận tiền phải ký đúng không ạ, rồi thì trả tiền cho Facebook như thế nào, trả tiền cho Google như nào thì phải có hóa đơn theo tiêu chuẩn của kế toán, và trên tinh thần là hai bên không biết thì phải giải thích cho nhau hiểu, trên tinh thần là chưa làm đúng thì phải hướng dẫn cho nhau làm đúng, chứ không 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 cáu gắt, không chửi bới, không chê bai đúng không nhá. Thì xây dựng quy trình này, có danh sách quy trình này, đào tạo quy trình này, hướng dẫn quy trình này, đổi mới quy trình này. Đấy, rất là quan trọng. Trưởng bộ phận giao nhiệm vụ cho từng vị trí theo cái KPI mà tổng công ty đưa xuống. Đấy, rồi thì từng bộ phận đi làm việc phải biết, phải báo cáo kết quả và trên tinh thần là sáng tạo, trung thực. Đấy, rồi thì các cái bộ phận, các cá nhân thì triển khai và làm theo cái KPI mà chúng ta đề ra. Đấy, và phấn đấu đạt được cái mức lương, mức thưởng. Và trong quá trình làm việc có gì khó khăn thì liên hệ với nhau để tháo gỡ. À, thí dụ như lương thưởng mình cảm thấy chưa hài lòng, cách thức triển khai công việc mình cảm thấy chưa hài lòng, thì hàng tuần hoặc hàng tháng thì chúng ta nên nên chia sẻ với nhau. Buổi trưa chúng ta ngồi ăn trưa, ngồi nói chuyện, chúng ta nên chia sẻ với nhau, chứ đừng có ấm ức trong lòng. Đấy, sau đó lại cứ ôi rồi cái anh này, ôi rồi cái anh kia, rồi sếp không ra gì với nọ kia, thì nó sẽ rất là mệt mỏi và nó khiến cho chúng ta cảm thấy không có năng lượng để làm việc. Đấy, và điều đó là rất là độc hại. Đó. Dù chúng ta làm ở đâu, làm vai trò gì, vị trí gì, mức lương bao nhiêu và chúng ta giỏi đến đâu, thì chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những cái tư duy tích cực, những cái điều mà chúng ta làm tốt cho doanh nghiệp thì sẽ được ghi nhận, đúng không? À, chúng ta làm nhận được lương 10 triệu thì chúng ta cố gắng phấn đấu đem về giá trị của một người có lương 15 triệu, người có lương 20 triệu, thì sau một thời gian sếp sẽ nhìn thấy chúng ta có nỗ lực, chúng ta có đóng góp đáng kể cho doanh nghiệp, thì sếp sẽ tìm cách tăng lương cho chúng ta. Nếu không thì sếp sẽ bị mất người, đúng không? Đấy, thì tất cả các bên là đều phải có những cái tư duy tích cực và văn hóa lao động làm việc tốt như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ thành công. Vâng, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái quy trình bằng tiếng Anh đúng không? Đấy, bước số 1 là chúng ta lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing. Bước thứ hai là ta phân bổ ngân sách. Đúng không? Bước thứ ba là chúng ta làm các cái nội dung,
Đấy, bước số 4 là ta nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đấy, bước số 5 là chúng ta sẽ xuất bản. Đấy, bước số 6 là chúng ta sẽ phân tích dữ liệu, phân tích chiến dịch, phân tích về mọi thứ. Bước số 8 là chúng ta sẽ cái gì đây? Nghiên cứu về kết quả. Và sau đó thì chúng ta sẽ lại 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 làm việc lại một cái quy trình như thế, làm sao cho ổn định và sáng tạo. Đấy. Và càng ngày thì các hoạt động marketing nó càng trở nên khó khăn do cái mức độ cạnh tranh giữa các marketer với nhau. Đấy. Thì chúng ta phải chấp nhận điều đó. Đó. Và cuối cùng thì có nên thuê ngoài phòng marketing hay không? Đấy. Thế thì cũng lúc thì có thể là có người cho rằng quan điểm là thuê ngoài là tốt, có người thì cho rằng là quan điểm thuê ngoài là không tốt. Thì cái gì nó có ưu và nhược của nó. Đối với những doanh nghiệp mà có vốn và có khả năng tài chính tốt thì tôi luôn luôn tư vấn và luôn luôn khuyên rằng là nên có phòng marketing của doanh nghiệp mà gọi là in-house marketing ấy. Đấy, chúng ta có thể tuyển dụng và đào tạo, chúng ta sử dụng. Đấy. Tất nhiên cái thời gian đấy nó sẽ lâu và vất vả, thậm chí tốn kém, thậm chí thuê cả một đội ngũ về nó vẫn không hiệu quả, chúng ta cũng thấy là nó cũng rất là bực mình. Đấy, không 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 dễ dàng. Đấy, có những người là bê nguyên một đội marketing của cái công ty này về công ty mình. Đấy, trong lĩnh vực spa marketing họ rất hay làm như vậy. Đấy, họ giật nhân sự về nhưng mà cuối cùng cũng sẽ không thành công, cũng không thành công. Đấy, thì cũng có chỗ thành công, có chỗ không thành công. Đấy, rồi thuê ngoài thì cũng có những cái ưu điểm là mình không phải nuôi quân, mình trả tiền theo kết quả. Đấy, thế nhưng mà nhược điểm là chi phí sẽ bị cao, không kiểm soát được việc, khi cần thì cứ phải gọi. Đấy, nó cũng rất là khó. Đấy, nhưng thông thường thì hầu hết các doanh nghiệp mà có khả năng tài chính tốt, họ đều có muốn là có doanh nghiệp của mình là phải có phòng marketing riêng. Đấy, và có cái sự kiểm soát tốt. Đấy, và thực hiện các cái nhiệm vụ công ty đưa ra. Đấy, còn những cái gì mà mình không cảm thấy là cần thiết, ít sử dụng thì mình sẽ thuê ngoài. Đấy, thuê ngoài. Đấy, ví dụ như là mình tự chạy quảng cáo được, mình tự làm content được, để mình tự làm video được. Thế còn ví dụ báo chí mình book bài thì mình thuê. Đấy, hoặc là tổ chức sự kiện mình thuê, thay vì cái gì mình cũng làm hết, đúng không? Thì lời khuyên của tôi là thuê ngoài hay là không thuê ngoài do quy mô của các anh chị, hay còn và do khả năng tài chính của các anh chị. Còn nếu được thì hãy làm in-house marketing là tốt nhất. Và nếu thuê ngoài thì phải có hợp đồng chắc chắn, phải biết cái đội đấy làm như thế nào, phải đưa những cái kế hoạch rất là chi tiết cụ thể ra và kiểm soát rất là ngặt nghèo, bởi vì hiện nay có rất nhiều những người thuê ngoài, đội ngũ thuê ngoài họ làm láo, họ làm liên thiên, họ làm gian lận rất nhiều, rất nhiều. Chưa kể đến là họ làm không có kết quả rồi rất là mệt mỏi. Ok. Thì cái ưu điểm đấy các bạn nhìn thấy đấy, thị trường có nhiều dịch vụ thuê ngoài lắm. Nhanh tiện sẵn có, dễ dàng cắt hợp đồng nếu không hiệu quả. Đấy, nhược điểm là không hiểu sâu về sản phẩm và dịch vụ, chi phí cao. Họ phục vụ nhiều khách hàng và chia sẻ dữ liệu, bị lệ thuộc vào agency. Đấy. Thì đấy là tôi phân tích cho các anh chị và các bạn. Ok. Thì đây là cái video cuối cùng của cái series 5 cái bài trong cái chương trình chia sẻ về xây dựng một cái phòng marketing hiệu quả. Nó có 10 mục và nó tôi cắt nó làm 5 video. Đấy, thì muốn chia sẻ với anh chị và các bạn để các anh chị các bạn hình dung ra. Nếu mà các anh chị các bạn cần liên hệ với tôi thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây rồi đấy. Facebook.com sược Phan Anh Online, tìm Nguyễn Phan Anh là PA Marketing. YouTube tìm PA Marketing, PA có nghĩa là Phan Anh đấy. Email là phananhonline@gmail.com. Số điện thoại 0989 623888. Và cuối cùng thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái bản chào dịch vụ tư vấn triển khai cho doanh nghiệp. Đấy. Mô tả này. Đấy, đây. Gói dịch vụ như thế nào. Đấy. Số lượng nhân sự dự kiến. Đấy. Rồi thì các cái vị trí mức lương đề xuất. Đấy. Cái lương này thì tôi đề xuất thôi, còn doanh nghiệp có đồng ý hay không thì tùy doanh nghiệp. Đấy. Hoặc là thực tế mình có thể tăng giảm theo kinh nghiệm. Lộ trình làm việc. Đấy. Chốt số lượng quỹ lương. Mô tả công việc. Đăng tin tuyển dụng miễn phí, có phí, quảng cáo. Nhân sự cũ giới thiệu nhân sự mới. Mong muốn mỗi một cái vị trí tuyển dụng có từ 3 đến 5 hồ sơ.
phỏng vấn tuyển dụng. Đấy. Lên lịch để phỏng vấn tuyển dụng ứng viên, thử việc, xây dựng cái gói thử việc cho ứng viên, đào tạo nội bộ, đúng không ạ? Tư vấn và định hướng phát triển thương hiệu cho nhãn hàng và nhân hiệu cho doanh nghiệp và CEO, tức là nhân hiệu cho sếp ấy. À, xây dựng kế hoạch marketing truyền thông cho năm tiếp theo, yêu cầu thực thi các cái kế hoạch trên các nền tảng mình lựa chọn như là web, YouTube, Facebook và TikTok, kết quả đạt được là gì. Thì đây là cái mà tôi đang chào cho khách hàng, cũng đã rất nhiều đơn vị họ thuê tôi đến tư vấn và triển khai. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn, xin chào. Chúng tôi có rất nhiều các cái series video khác nhau, các cái nội dung khác nhau và chia sẻ miễn phí ở trên kênh PA Marketing, các bạn cứ vào đây xem nha. Xin chào.